Quá con cá lý châu. Ôi, cá lý châu nha, con này là cá lý châu bành kia luôn nè. Đó, dính cả đấu bự luôn. Wow! Ê mà đi mua. Để con vậy. Trời ơi. Như là tôm trong hồ luôn các bạn ơi. Đi ăn tôm nuôi với các bạn. Ừ, đi ăn tôm nuôi luôn. Quá luôn. Trời ơi, được, tiếp được. Được không nha các bạn. Quá ngon. Quá các bạn nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay 29 Tết nha cả nhà. Mình hôm nay mình đi làm công ty, mình không có về quê. Thì mình sẽ ở lại đây, mình sẽ đi quay đi săn bắt nha. Mình săn bắt ở dưới cái ao này nha. Cái hồ này, đây là cái đường nước. Thì nó cạn rồi, hôm nay mình xuống đây mò tôm bắt cá có gì ăn đó. Thì mọi người có xem kênh mình nhớ ủng hộ kênh mình nha cả nhà ơi. Hôm nay mình đi chung với thằng em làm chung. Anh em có thấy hay quay ngang cho subscribe và một cú đăng ký và một cái chia sẻ nha các anh em. Rồi nãy giờ mình lội xuống trình mình mấy như con trồng rồi, giờ mình sẽ xuống mò thôi cả nhà ơi. Cả nhà theo mấy anh em mình tí này em đấy, xuống đây. Cua nhỏ mà nó kẹp đau rồi dở quậy dở dở bẹt đó tôm bún á. Ơi con cá này cái gì đây? Ơi tép nè. Ơi con cá này cái gì? Nè. Không phải. Cái nâu. Cái nâu. Cái chém con. Bảy. Có gai không? Mình nói đầy gai mà nói gì? Ơi rồi em đi xa anh vậy rồi lấy gì anh đựng đây làm? Nè. Ơi dính cái bóng nè. Cá sơn nè, bắt không? Bắt luôn. Có bóng nè, bóng bắt cá bóng nhanh. Tép nè. U. Nó nhỏ nhiều quá. Đó, có cái hang, hụt cái hang. Đó, có hang hụt hang. Ôi. Tôm cá bóng luôn. Tới công chuyện anh em ơi. Hai ba con tôm, hai con tôm với con cá bóng luôn nè anh em. Quá anh em ơi. Ôi. Con lạnh á. Em ơi, em ơi. Gần anh xíu em ơi. Ngon rồi, ngon anh em ơi. Dữ lắm rồi, chúng ta có mồi rồi. Chúng ta có mồi à. Chúng ta có mồi. Đó, dính con nữa. Con này con cá gì đây? Con cá đối con anh em ơi. Bún gì? Con tiêu rồi, con cá rồi. Đó, đó, ở chính rồi nè. Ủa con tôm. Ô. Ôi trời ơi. Dữ dằn ha. Quá đẹp rồi. Ôi, ô, ôi, ấy da. Dính. Ô, à, bún kìa. Ô, dính rồi nè. Ôi, dính rồi nè. Ôi. Dính rồi anh em ơi. Dữ lắm tôm mày. Ấy rồi, vô coi. Rồi dính luôn. Đó, dính cá đối bự luôn. Wow. Ê mà đi mua. Để con vậy. Quá ngon, quá ngon. Kìa bún lên bờ, tôm xuống bún bờ kìa. Dữ lắm ạ. À. Ê nè, nè tôm nằm luôn quay mình quậy nước đục nó nằm lên mé luôn. Đục nó nằm lên á. Bởi kêu anh quậy nước đục. Nè nè, bây giờ này mày. Đây đây, đây tôm nè. Anh đẩy cái mò xuống dưới mò trước góc trước dưới đi. Để cái bao nè. Đây có bao nữa nè. Đó, cái bóng này nè. Ôi dữ 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 lắm à. Đụng nhóc dân em nhóc dân nè, em bé không được. À, dính con gì nữa nè, bành cái luôn nè. Ơi kìa kìa, rồi dính con tôm xuống tôm bành cái. Ơi rồi tôm bành cái đi nè. Đây nè con nè tôm xuống nè, con này con tôm xuống á. Nè xuống nè, đù quá trời là dữ rồi. Em chặn đi lại nè nè, nó đây em ơi, bắt xuống cái con em ơi. Hả bún rồi, cái bún nữa bún em chặn đi rồi. Thôi con tôm nhỏ bỏ đi. Ê con cua anh em ơi, con cua đâu rồi, lấy riết đi con cua nhỏ xíu không nội. Cô anh em ơi, cô Yến cho nó kẹp cái cho người ta coi đấy. Kẹp cái cho coi. Ôi con tôm xuống. Quá trời anh em ơi. Ô dữ lắm mày. Tới con chuyện anh em ơi. Tới con chuyện này. Con gì con gì? Mất tiêu rồi. Thôi hai anh em mình. Cái gì vậy đưa thì vậy anh cột. Cột vô cái giò. Đó nó muốn tôm muốn. Thẳng bên. Thẳng bên đi đâu vậy? Em chặn lại. Trời ơi thẳng bên mò được rồi. Ê con tôm bự nó bút. Hồi lọc tiêu rồi. Dính này dính con tôm nhỏ nè. Đó, đây. Rồi. Ở đây tôm dữ dằn lắm á. Đó, ơi, nó búng vô cái đùi nè. Ấy. Kéo lên, kéo lên. Rồi rồi. Đó, nó bự nó búng. Đó, nó lên chân. Nó bự luôn rồi. Ừ, nhóc ở chân nè. Ơi, con gâu nó nè, thấy con gâu nè. Rồi ôi, hai ba con luôn. Rồi ôi, dữ lắm nè. Lên xíu. Đó, đó, đúng. Rồi ôi. Vô. Vô hang luôn rồi. Ôi, à, được con tôm sú anh kia anh em ơi. Bành kia luôn anh em ơi, con tôm sú quá trời bự luôn. Đó. Đó. Chúng vô mình à. Rồi, bây giờ nè anh Dương. Nè bắt con cho coi nè. Đây, đây là một con tôm ha các bạn ơi đó.
Gì được chưa? Rồi kéo xe ra. Rồi dựng xe ra. Đúng rồi, dựng xe ra. Đúng rồi. Xong là nghiêng nghiêng mình lấy cái ăn trước tí. Để em chỉnh lại, em chỉnh cho ngang. Để cho anh móc đi quay đi theo em luôn. Rồi đó, gì đó. Rồi. Lấy cái khung dây hay sao gì đó. Wow, con bao bự. Bằng ngón đũa ăn luôn. Đừng thơm nữa anh em ơi. Đừng thơm nữa anh em ơi. Ú đây nữa nè. Quả trời rồi. Phải rồi mày ơi. Phải luôn em ơi. Hai cả nhà nha, nãy giờ là được trốn ở trên kia thôi. Đây là con cá chốt nha, mình bắt con cá chốt cả nhà ơi. Ra mặt đây. Tôm bự nè em ơi. Hai con luôn nè anh em ơi, hai tay hai rồi gục rồi. Đây con cá chốt luôn nè. Rồi. Rồi mắt luôn rồi. Không mắt đâu. Hồi nãy giờ trốn nãy giờ giờ thấy tôm quá trời nhiều rồi nên là ra đây mò với anh em chơi đỡ buồn cả nhà ơi. Không phải ghiền quá hả? Ghiền quá. Ghiền quá. Tham quá phóng xuống anh em ơi. Cái trại anh Dục đâu rồi? Cái trại nãy anh bỏ rồi. Bỏ. Dục đâu đó hồi công khiến gặp đó. Gặp thôi. Mấy trăm ngàn á. Rồi mắt luôn. Ôi. Nó bún lẹt luôn rồi. Rồi mắt luôn rồi. Nó bún của mình đập rồi. Lắm ấy đó đó đây con gì nó lâu lâu anh thấy kê gần cái anh cứ quay hay xa vậy em bắt bỏ vô thấy bỏ vô vậy chừng nào con nó bự con nào bự lên bờ nè con bự lên bờ chạy kìa chạy nè lên bờ ừ. Lắm rồi được rồi ở sao đó bắt không biết nó làm gì tôi đang giấu đây nè đây đây tôm đây nè thấy chưa đây nè anh em ơi dữ lắm rồi đang còn đang còn ê ê ê em nghe nó đầm đầm như vậy luôn anh em ơi. Được một con cá lưỡi trâu nữa. Đây là một con tôm sú anh em ơi. Bự bánh kỳ luôn anh em ơi. Dữ quá anh em. Quá dữ rồi. Quá anh em ơi. Anh tát cái tụi nó đi về quê hay gì á. Được. Kéo em ơi, được tôm anh em ơi. Quá anh em ơi. Quá nhiều, quá nhiều. Nè nè, con tôm nhỏ này bắt nó bỏ vô đi. Đừng đâu, tôm bự thì bắt bỏ vô tôm nhỏ. Ê, ê. Làm gì vậy? Tụi cái quần. Ê, ê, thôi nhảy vậy. Nè đây nè. Hút cái con anh em ơi. Ê, tôm này tôm đất. Nè cả nhà ơi, tôm đất không à? Ê mà anh em ơi. Đây nữa nè. Ê mà cả nhà ơi, bữa nay 29 Tết bắt tôm về bán. Kiếm tiền chạy Tết anh em ơi. Tết. Ê, ngồi ra ngoài luôn rồi. Quá nhiều rồi. Bán kiếm tiền chạy Tết hả? Bán kiếm tiền chạy Tết anh em ơi. Ôi ôi bành kỳ. Gì? Anh em ơi, tao bành kỳ. Ê cái này đục nước đây luôn rồi. Ờ. Ơ. Cứ hai người đông đi rồi. Mày nè. Ôi, bảy rồi, dính đây nè. Nè. Ê, dính nè. Phát thắng nước này nó bay lên chưa? Ôi, gọi gọi gọi. Nắp cho luôn. Tôm này tôm đất, con nào lấy bằng tốt ta. Ừ. Hả? Nó không được bự nha. Không được con tôm số gì bự. Không được bằng tôm số. Em bỏ xuống nè, sao nó đục. Nó lung chân nó đục gì? Đục. Đục nước này lên chưa? À, có mấy cái hàng có cá chì biển nha để ôi nó bút chặt cái ngát rồi mà nói vậy là hiểu rồi còn hỏi cái ngát nữa chỉ yêu cái đắp anh em ơi bắt luôn nhai luôn con kìa thì kìa tôi nhảy bò luôn trời ơi tôm đất này sao con này bự dữ ta có con bự mà kìa lên bờ luôn kìa cái nhà thấy không con nào mấy bạn tay út bự hơn út mà con lên bờ nằm luôn kìa lên làm phơi nắng ở quê tập thương buổi sáng á à. Cá rồi rồi anh Dương cái con mấy con này nào mình luộc á ăn ngon không anh bữa luộc với bún với bánh tráng á ngon ủa con tôm đâu vậy nhảy mọi nhảy xuống rồi nhảy xuống hả hả quá nè rồi đó nó dính anh em ơi nhảy qua như lại vào tay anh nãy giờ chưa có ai bị cua kẹt chưa má nãy bị đó mà con cua nhỏ hả là anh bắt được con cua rồi đó nhớ. Ủa hai ba con vậy? Ôi ôi đây con nữa. Ôi. Ê, trời ơi, cá lưỡi trâu cái gì nè, thấy ham luôn kìa. Đâu? Thấy không? Ô cá lưỡi trâu. Chín cá lưỡi trâu cả nhà ơi. Làm được hai con cá lưỡi trâu đó cả nhà ơi. Cá lưỡi trâu đó. Hai mang con cá về đâu? Ba muốn trời tôi muốn nhấc cho luôn. Cũng muốn đưa tay nó bụp bụp của đâm ra. Mà đừng búng nó nằm trong một con cá đã hết rồi. Chỗ hộp á. Đi ra chợ. Ra chợ cho hộp. Thôi chợ tôm xuống cho bả nhẹ nhẹ tương luôn rồi. Hả? Đâu rồi để anh mở cho. Nhận đó, nhẹ đó. Nhẹ đây phải không? Để đó cho anh. À, à. Được
ôi dồi, nó bún quá trời bún luôn á. Con này phải tôm thú này, tôm tôm đất, tôm sông nè, tôm tôm bạc. Đi dưới đây. Gì vậy? Đây nghe. Cầu. Đụng hai tôm hai gì? Nào bạn em ơi, bắt nào bạn. Dưới lên, dưới lên. Không phải nó nghe cái gì. Nói đó, nói đó. Bự không? Nhỏ hả? Rồi rồi. Đấy anh chị em nghe em tôi à. Tôm tôm xong bỏ đi nội ơi. Lửa làm dưa. Cái gì dưa trước. Này cả nhà, tôm xong mà bự gì nè. Sao em bắt cá không mình ta? Sao mà mọi cái mé này cá hoài. Cá bóng nè. Ở đó mé đó tôm nhiều được ơi. Ui trời, bốn cái cá mập kia luôn. Trời ơi, đây nè, bạn con tôm này không? Đây con tôm chú. Wow! Đâu nó đâu nó đâu? Bự giọng nha ơi. Để anh Hòa hỏi bắt nó xem coi. Trời ơi, cá bóng cá đối bạn kia luôn. Tôm nữa nè. Nó đi ngược nước lên nè, à. Quậy đi hỏi đi ngược nước lên nó không xuống đâu. Nó không giờ đi xuống đi lên trên nước, nước chảy xuống đi lên hòa. Tôm đất anh em ơi. Ờ, tôm này hai con luôn. Chưa chưa. Trời ơi. Anh bỏ mắt cá ngát đi em. Đó, tôm này. Con ngát con ngát con ngát con ngát chẳng chẳng. Chẳng em bún này phải không? Ừ. Chẳng xích dưới chút xíu được rồi. Xích xích rồi khỏi bún bự đi chút xíu. Lên lên anh vào. Anh mở mắt cá ngát cho em coi. Cá ngát bự lắm đó. Đây bắt dính con cá chốt cái trước đi rồi bắt cá ngát sau. Ôi con này con cá ngát con nghe các bạn. Đây con cá ngát đĩa nha. Đó. Bỏ luôn. Mình lụm hết á. Đó to bút. Ôi ôi ôi, dữ lắm luôn rồi. Quá trời mình. Rồi, nó bún nè. Không biết được mắt luôn á. Hai tay ba con luôn nè, lên bờ luôn kìa, lên bờ luôn kìa. Hai tay ba con luôn nè, lên bờ luôn kìa. Quá trời luôn rồi. Kìa con gấu nó kìa, nó nhảy con gấu kìa. Đó. Thấy không? Nhiều quá. Ôi kìa. Đấy con kìa. Không biết đường bắt luôn. Quá trời đất rồi. Ôi. Đây. Quá rồi anh em. Rồi cái gì mà đây là còn lại lượng dương nằm nội ơi nè. Để cho anh quằn quằn đây bắt con cá nhé. Nó bự lắm đó. Ừ. Bữa hổm anh cũng thấy con bằng kia luôn á. Ôi nó lên mé tôm lên mé trơn rồi anh em ơi. Trời ơi. Anh bảy quay đây bảy. Quay đây. Quá trời luôn. Nè nè. Rồi. Trời ơi. Như là tôm trong hồ luôn các bạn ơi. Gan tâm nuôi các bạn. Ừ, đi gan tâm nuôi luôn. Hả? Rồi. Bắt được hai con luôn, cả lắm bắt được hai con luôn. Đây còn nữa. Dữ lắm à. Đó. Rồi. Rồi. Đúng. Thôi thôi. Anh em nào muốn bắt tôm á liên hệ với anh Dương nha. Anh Dương cho địa chỉ đi bắt tôm. Anh em nào muốn đi bắt tôm thì liên hệ với mình đi, mình sẽ gửi cái map chỗ mình đang bắt qua cho cả nhà đi nha. Dữ lắm luôn. Anh Dương ơi. Gì? Mấy cái chốt chà bá lửa luôn Dương ơi. Ê, quá trời ngon rồi. Quá trời ăn ơi. Cái chốt quá béo các bạn ơi. Rồi thôi. Nó lượn dưới vỏ chứ là được lắm ơi. Đó. Wow, mình bắt được con cá lưỡi trâu bự dữ dằn lắm rồi. Bự luôn hả? Hey. Wow, con quá cá lưỡi trâu. Ôi. Cá lưỡi trâu nha, con này là cá lưỡi trâu bành kia luôn nè. Dữ lắm rồi. Quá được ơi. Đây nè. Bây giờ cả nhà thấy cho cả nhà thấy kỹ nè, thấy hai mắt không? Để lên đó. Đó. Đây nè, để được bắt nha. Đó. Nè một con. Đây nè có đuôi nè. Nè cả nhà thấy không? Ý, đó. Sao nhảy nổi. Hai con hai tay. Nó nhỏ nhỏ mà nhưng mà cũng được. Nè, đây nè, đưa đuôi luôn nè. Lự luôn nè. Đây nè. Nè nhảy mời kìa cả nhà ơi. Ok, rồi. Okay quay ra. Hai con vuột. Hai con vuột trơn luôn trời. Nó nằm gì thôi nè. Vậy đó hai nó nằm gì luôn hả? Nó nằm gì nè. Ừ, nhảy bờ luôn. Ai làm không có tôm ăn được. Có tôm. Kìa dính bờ kìa dính mình kìa đó đó. Ờ, tao ơi. Bắt. Rồi. Cá chốt này em ơi. Quá nè. Ngồi xuống quậy. Cá chốt này trứng không luôn ơi. Cá chốt này bữa anh bắt rồi trứng không luôn á. Kìa đây nè dính bờ kìa đó đó. Không mình ngồi quần quặn nó nhảy theo mình nó nhóc chưa? Nước á. Rồi không biết bắt đâu. Nó. Dịch ơi đù bún ngược lên quay. Con tôm bự á, con tôm bự chạy lên đó, chạy lên đó. Lên đây anh, hai anh em mình dí đó. Chạy lên anh đó. Đó, một con chạy rồi. Đó, đánh một con nữa nè. Con tôm bự á, con đất. Hai cũng làm thấy ham chứ, sao mình không thấy ham chứ. Nó. Ê, dính này, dính cá chốt. Con tôm bự lắm. Ây da. Nè, con cá chốt nè, đó, thấy ghê chưa? Ghê chưa. Cá chốt này mà khô một cái đấy ha. Này. Con này cái con nó lụm ngoài hàng khước kia nó mò cái gì vậy chạy. Mất đó. Cá chốt nữa nè anh em ơi. Nữa hả? Ừ, đâu rồi. Im à, cá chốt này. Ờ trứng không á. Bữa cá chốt này khô queo ăn cơm một cái đúng bạn. Đó tôm nữa nè anh em ơi. Quá trời. Mình thục xuống mình kéo lên nè. Giống như tôm ở trong cái thau của mình vậy đó. Rồi, nó chui vô trong cái hang này nè. Vô hang rồi nè. Nè nó. Vô hang. Nó vô hang được con tôm.
sao nãy giờ không dính gì dính kìa. Không bắt đầu dính. Đó, đó, đó. Cái gì đó rồi. Nhảy kìa. Lên bờ bắt mới dính đó nè. Nè, hay không? Cái nhà đấy mình hay không? Hay rồi, tại tôm nhảy lên bờ các bạn. Lên dưới nước là không có dính đâu các bạn ơi. Thôi nãy nó lên bờ cho thấy dưới là rồi. Đã dưới rồi, ngày không dính rồi các bạn ơi. Bây quay. Ê, có ngát bự nha anh Dương ơi. Có không? Có. Không chơi đúng không? Nó chạy rồi, chạy hình con, bắt đừng con. Con nhỏ. Nè đừng cá ngát nè các bạn ơi, cá ngát đẻ các bạn ơi. Mình không bắt cá ngát các bạn ơi, mình bắt cá đói các bạn ơi. Ôi. Rồi nha, được nó đứng nhìn kìa các bạn ơi. Anh em ơi, mình bắt cá đói nha anh em ơi. Đây con nữa, trời ơi. Quá trời đã rồi. Wow. Gì vậy? Cua kẹp hả? Cá ngát. Mày bắt gì? Đây con cá bóng đó các bạn ơi. Quá trời rồi. Để nó đem ơi, đừng cá đừng bắt được ơi. Tóm lại là em đừng bắt cá. Ôi trời, cá đó bự bành kia. Rồi ơi. Con gì? Cá đó bành kia luôn. Rồi để đây anh bắt hai con cá luôn nè. Nè, một con cá, một con đây là một con cá chốt nha. Đó. Mình một bộ giùm, con tay giùm con nữa. Nhất rồi. Ơi đừng. Thôi con này không phải là cá chốt mà là con cá ngát nha các bạn, cá ngát kia luôn. Anh Dương dính tôm nè. Còn còn con nữa nè, mình bắt con nữa. Để đây con nữa. Mình đừng mình đừng nhớ nó là cái nó này là mình nấu lẩu là hết sảy con bảy luôn nha, cá ngát này nè. Đúng luôn. Không nhỏ vậy nấu lẩu đúng luôn. Đúng. Em đừng mò. Ê một tay anh, tay em hai em ba. Mò tôm thì được đây, mấy cá đừng bắt em. Tay em nè anh ơi. Rồi tôm lượn cho nó nè. Anh ơi. Ơi. Con tôm với con cá chốt anh quay. Trời ơi. Nè, tôm nè. Trời ơi, đây con. Ê con cá bự rồi nó chạy đi qua. Con cá bự lắm. Ê gọi ra ngoài luôn rồi kìa. Bỏ đi, tôm nhỏ nhỏ à. Mò vui thôi. Đây nè. Chứ em mò có được đâu. Đây là ủa, cá chốt. Hai con cá chốt ha, mình bắt hai con các bạn. Đây. Ê, con cá gì mà lạ các bạn ơi, nhóm nhám nè. Cái gì nó lạ ha? Ờ cái gì lạ nè. Ờ cá quá trời cá luôn đây. Còn mò nữa. Ờ rồi, có nó nữa. Cái mặt nhăn này kìa. Cái mặt nhăn này kìa. Rồi ôi trời tôm bự. Quá trời tôm. Ôi. Ôi. Tôm dữ luôn rồi cái dũng này. Nè cá chốt. Ồ cá chốt trứng. Cá chốt trứng hết có là hết hầu luôn rồi. Thôi, vô hàng rồi có hàng rồi con á, vô hàng tao á. Muốn cửa hàng anh á. Trời ơi cá nó ơi nó ấy dạ. Trời ơi con cá chốt bự nè các bạn ơi. Trời ơi trứng thè lè luôn anh em ơi. Tới cá chốt luôn. Tôm nó bún kè nó lên mé lượn chứ nè. Ôi giữ chúng mình không biết được bắt luôn. Trời ơi nghe được cũng biết anh được. Rồi bắt dính được hai con. Nè các bạn ơi, một nắm luôn các bạn ơi. Chạy nghe con nắm cái mé con ơi. Một nắm luôn các bạn ơi. Ừ, còn dưới đây một nữa nắm luôn nè. Còn dưới đây nữa nè. Mình lùa lên bạn ơi á. Cái bè bên kia á, bè bên kia cũng dữ lắm luôn á, lượm ơi. Mình lấy cho luôn. Cái con đưa mình ấy chạy khỏi bạn cho xuống dưới đó luôn. Trời tôm tao bắt hai tay. Rồi, anh ơi. Dính nữa rồi anh em ơi. Con cá đối. Đây nè, đây là con cá đối nè. Nè, cá ngát dưới đây nè, đem cá ngát. Rồi. Hai con luôn này ơi, hai bà con luôn. Trời ơi trời. Làm gì vậy anh em? Tới con vậy quá. Quá chậu đất ơi. Quá chậu đất ơi tôm. Cá ngát chạy tiêu rồi. Tôm lên màu luôn. Cá lên tôm lên màu luôn hả? Tôm lên màu luôn. Thôi tao bắt gì không nó mau ơi. Tại như mau bắt tôm vậy coi. Chốt em ơi. Tôm lượn dưới đây luôn màu quá ha. Tôm dưới này lượn dưới này luôn á. Bắt con nào con nấy thấy đáng đồng tiền không? Đúng. Bởi vì không biết cách mò à. Mình biết cách mò anh bò dưới sông không đâu. Chút đầu vậy nè. Với tay một hồi thấy ảnh anh bác sĩ ba ngành. Đây nè anh em ơi. Vô hàng không? Em coi thấy con cá này cái gì nha. Rồi ở đâu? Camera đâu quay. Wow! Được không các bạn? Quá ngon. Quá im các bạn. Quá im, quá im. Quá dữ, quá dữ. Cho nghe quá im các bạn ơi. Là mình hết cả đấu rồi các bạn ơi. Dính rồi. Một con cá luôn các bạn ơi. Cái gì chưa? Ở đây là cá ngát dữ dằn lắm nha. Tôm nãy bà luôn rồi các bạn ơi. Nó bỏ nãy giờ mình bắt luôn cũng gần cái chục cá đói hả ta? Ừ, cầm nữa. Cho con á. Ô mấy cá quỷ dục đâu nổi, bắt tôm đi. Tôm đi hả? Mấy con nào nhỏ bỏ hết đi, đổ ra đi. Mày trời. góc này nè anh Dương ơi, dữ lắm anh Dương ơi, lại nè. Tay mình để vô nè. Từ từ. Từ lắm. Quá trời rồi.
mấy anh em mình lạ quá trời à. Hỏi bún ra ngoài luôn kìa. Ôi trời, trời ơi. Trời ơi. Dữ lắm rồi. Rồi nó bún kìa. Nè đứa thùng lẻ nó nhảy.